Vâng, thưa quý vị khán giả, ở Cà Mau có một vùng từng được mệnh danh là mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội như bánh canh, và đó chính là vườn quốc gia U Minh Hạ. Sẽ thật đáng tiếc nếu trong cuộc hành trình của chúng ta không ghé qua nơi này, một nơi vốn ly kỳ qua những thước phim đất phương Nam hay những câu chuyện hài hước nổi tiếng của bác Ba Phi. Nào, bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng với đoàn làm phim chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu và khám phá vùng đất này. Gia U Minh Hạ được con sông Trèm Trèm và sông Cái Tàu chia thành hai phần xấp xỉ nhau, đó là U Minh Thượng ở phía Bắc và U Minh Hạ ở phía Nam. Thiên nhiên ở đây hoang sơ và hùng vĩ. Vườn quốc gia U Minh Hạ có tổng diện tích 8.286 ha, nằm trên địa bàn thuộc huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Được chia làm 3 phân khu chính là khu bảo tồn hệ sinh thái rừng trên đất Thang Bùng với diện tích 2.570 ha, phân khu phục hồi và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng ngập nước có diện tích 4.961 ha và phân khu dịch vụ hành chính diện tích 755 ha. Ngoài ra, vườn còn có hơn 25.000 ha rừng đệm là khu bảo vệ thiết yếu bảo đảm cho sự phục sinh của các giống loài đặc hữu của hệ sinh thái ngập nước với nhiều loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam như rắn hổ mang chúa, tê tê, rái cá lông mũi, và còn được coi là một bảo tàng sinh thái sống về các loài thực vật của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vườn quốc gia U Minh Hạ thì nó coi như là đa dạng về động thực vật rừng. Động vật thì có 23 loài, chim thì có 91 loài, lưỡng cư bò sát là có 47 loài, cá các loại cá nước ngọt là có 37 loài. Về thực vật thì có 176 loài. Đối với trong vườn quốc gia hiện nay đang bảo tồn đó là cái rắn hổ mang chúa, TT. Đây là các loại là nằm trong sách đỏ của Việt Nam. Ngay hai tiếng U Minh cũng gợi lên cái mênh mông, xa xăm, thâm thẳm. Theo nhà văn Sơn Nam trong Văn Minh Miệt Vườn đã giải thích về U Minh. Trước năm 1945 gọi là U Minh, còn chữ rừng mới chỉ dùng sau này. U Minh có nghĩa là tối và mờ, u u minh minh. Có lẽ ở đây cây cỏ quá dày và rậm rạp, nước ngập lên láng, đất lại thấp, nên thuở xưa còn gọi là láng biển, láng U Minh. Dù khoa học kỹ thuật có tiên tiến đến đâu, thì con người ở đây vẫn phụ thuộc vào thiên nhiên để sống. Đời sống nhân dân trong vùng vẫn cùng với thiên nhiên sinh tồn và phát triển không ngừng. Trước nay vẫn có những cánh rừng do bàn tay con người tiếp sức như rừng đước, rừng tràm. Vườn quốc gia U Minh Hạ là một điển hình của việc bảo tồn thiên nhiên do con người ra tay xây dựng, bảo vệ và chia sẻ, cộng hưởng nguồn lợi trong khu rừng tràm, trồng tràm khai thác gỗ, dầu, mật ong, bảo vệ nguồn cá tự nhiên của rừng. Cái vấn đề dân cư sống ven vùng đệm vườn quốc gia U Minh Hạ thì rất là đông, khoảng trên là 500 hộ. Cải thiện cái đời sống ổn định hơn để nhằm là quản lý, gìn giữ và hỗ trợ vườn quốc gia trong cái bảo vệ động thực vật rừng cũng như công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng hàng năm. Rừng U Minh Hạ vốn ly kỳ qua những thước phim đất phương Nam hay những câu chuyện hài hước của bác Ba Phi về một vùng đất hoang sơ và đầy thử thách với các bậc tiền nhân khai phá, nhưng cũng hào phóng như câu ca dao. Ở đâu bằng xứ lung tràm, chim kêu như hát bội, cá lội vàng tợ mắm nêm. Chúng ta đang đứng ở trung tâm của phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Ở phân khu này thì mình có 4 tiểu khu nhỏ. Đây là tiểu khu 1. Thì ở tiểu khu này mình có một dồ dơi. Còn đây là tiểu khu 2 của phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn. Thì ở đây là vùng chảo ngập nước. Đây là tiểu khu 3, tiểu khu 3 của phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia. Đây là tiểu khu 4 của vườn quốc gia. Thì trên tiểu khu này thì lúc trước đây cũng là căn cứ địa của cách mạng.
rừng U Minh Hạ hiện có gần 250 loài thực vật, hơn 20 loài bò sát và lưỡng thê và hơn 180 loài chim, 40 loài thú. Nói đến U Minh, trước hết phải nói đến rừng tràm. Đây là loại rừng thuần nhất, có thân cây cao từ 10 đến 20 mét. Từ xa nhìn vào, cả đất trời U Minh đều phủ một màn xanh của lá tràm và màu xanh của da trời. Thỉnh thoảng lộ ra một khoảng trống như một cổng thành do con kênh từ trong rừng chảy thoát ra ngoài. Chuyến du lịch rừng U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau luôn có sức hút đặc biệt với khách thập phương. Nói về du lịch thì địa danh rừng U Minh nằm trong top những điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Với những cánh rừng bạt ngàn, những loài chim quý tụ họp tại nơi đây, và hơn hết, vùng đất với những món ngon vật lạ, những đặc sản nổi bật mà không nơi nào sánh bằng. Dựa trên những thế mạnh và nét kỳ thú thiên nhiên sẵn có, người dân ở U Minh đã bắt đầu làm du lịch, cung cấp các dịch vụ đi thuyền tham quan rừng, trải nghiệm nghề gác kèo ong tự nhiên và ăn ong, dịch vụ ăn uống và mua sắm đặc sản rừng U Minh. Loại hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại U Minh Hạ được ngành du lịch tỉnh Cà Mau khuyến khích bởi giá trị kinh tế mang đến cho cộng đồng địa phương và ý nghĩa từ việc khai thác có hiệu quả đi đôi với bảo vệ tài nguyên tự nhiên. Đừng bỏ lỡ các điểm đến hấp dẫn này khi đến thăm vùng đất kỳ thú nơi địa đầu cực nam của Tổ quốc. Ở đây thì mình đi bắt cá như là để mình phục vụ đời sống cho anh em của trạm kiểm lâm của mình vậy đó. Hàng ngày vậy đó, thì cái mức độ mà để mình bắt thì nó ăn nó cũng vừa phải. Thì khi mà cá lớn thì mình bắt, còn cá nhỏ thì mình để lại mình nuôi để bảo tồn của nó đó. Nhưng mà cái ăn thì chỉ có sinh hoạt đời sống anh em hàng ngày thôi. Vì đây là của vườn quốc gia. Thì như đây thì có nhiều cách bắt cá, như là chẳng hạn như mình giăng lưới, rồi đặt lờ, rồi đặt lợp. Nhưng hôm nay là mình đi dở lợp. Giờ là chúng ta dở lợp á. Giờ thì hiện tại giờ là trong cái lợp là nó được ba con cá dày. Cái nguồn gốc của nó là con cá lóc, nhưng mà nó kêu bằng con cá lóc dày là tại mình nó có bông. Thì ở gần U Minh đó, thì ở nói về xứ U Minh đó, thì cũng nhiều nơi có lắm, nhưng mà đặc biệt vườn quốc gia vì mình bảo tồn đó nên cái loài cá này nó sống tự nhiên, nó còn nhiều, nó còn rất là nhiều ở vườn quốc gia, thì nó còn nhiều hơn các nơi khác. Mình đổ vô cái gọng rồi xong rồi mình buộc dây lại, để khi nó còn nó nhảy ra rồi mình đặt cái lợp lại. Trước khi mình đặt thì mình ngoái cái dây đít lại cho nó chặt để con cá khác nó vô nó không có ra được. Để cái lợp xuống. Thì ở phía trước lợp thì phải cho nó chống. Mình dằn cái lợp lại cho nó cứng. Nói vậy. Con cá nó vô là nó không có lắc cái lợp, nó không có bị chìm cái lợp, nó không có chết con cá. Trong quá trình mình bảo tồn thì chỉ có cái cho anh em ở trạm đó. Rồi chỉ có bắt ăn như là số lượng hạn chế hàng ngày để sinh hoạt hàng ngày thôi đó. Chứ không có được khai thác. Ở đây thì mình tiếp theo mình dỡ cái lợp này là cái lợp thứ hai. Ở đây thì cái này cũng chạy nhiều hơn cái lợp hồi nãy. Ngay dòng đây thì có cá dày mà cũng có cá lóc nữa. Có con cá đen đen đó là con cá lóc. Còn khoảng 2-3 cái nữa, đâu có đặt nhiều. Số lượng cá nó nhiều đó. Mình đặt vừa phải, vừa đủ ăn thôi. Rồi, nhiêu hai cái lọt là nhiêu cá đó rồi. Anh em ăn tới 2-3 ngày mới hết.
mình bỏ trong cái gọng nè, cái mình neo xuống nước á, mình gọng xuống nước, cá nó theo cái môi trường của nó vẫn sống bình thường. Ừ. Nó sống cỡ tuần hai tuần không sao, cứ để trong gọng gì đây, để trong gọng gì đây rồi mình để xuống nước cái đây gọng rồi. Đó, mình neo về đây cứ mình để tuần hai tuần là không sao nhé. Cái môi trường của nó mà. Giờ mình gài cái dây lợp tích lại, gài cái dây tích lợp mình đặt nó lại bình thường. Cái lợp xong rồi mình gài lại, gài cái lợp lại khi mình biết cho khi cá nó vô nhiều quá nó cho cái lợp ra. Ví dụ mùa khô thì chụp chòi thăm trong rồi để phòng chống cháy rừng, khi phát hiện có mà mũi khói xảy ra nặng kịp thời mình chữa. Mùa này là mình bảo tồn. Khi mà vô cái lọp mà nó dính được con rùa thì mình phải thả lại. Thì rùa này á là nó ở thiên nhiên, thì khi mình đặt lọp mà mình dính nó đó, mình phải thả lại cái môi trường sống của nó. Cái này là bảo tồn không được quá. Đến U Minh Hạ, ngoài việc được thưởng thức những sản vật mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vùng đất này và còn cảm nhận được thành quả lao động từ bàn tay cần cù của người nông dân. Đó là các món ăn hết sức dân dã nhưng cực kỳ hấp dẫn như lươn lá nhào, lẩu mắm rau rừng đọt choại, canh chua cá lóc, cá rô, cá lóc nướng trui, dưa bùn bùn. Bây giờ mình làm món gì vậy anh? Bây giờ mình chuẩn bị làm cái món là cá lóc. Cá lóc dày gan muối. Dạ. Thì theo cái từ dân gian ở miền Tây Nam Bộ là người ta kêu bằng rang muối, nhưng có người thì kêu bằng hấp muối. Trước khi mình làm mà để cho cái món ăn nó được ngon á, thì dạ, mình dùng cái giấy xúc á. Dạ. Rồi mình dùng cái giấy này nè, cái giấy mềm mình lau, hoặc là cái vẻ khô đó. Dạ. Mình lau cái nhớt của dãy của con cá dày. Rồi cho nó khô. Rồi sau đó là mình mới bỏ vào cái son. Thì trong cái son á là mình có đổ muối ở dưới đáy son lên khoảng 10 cm. Tùy theo lượng cá nhiều hay là ít đó. Sau khi mình lau con cá nó khô cái nhớt rồi đó, thì mình sắp con cá nó vô trong cái son. Thì trong son mình đã để muối sẵn rồi. Sau đó mình đậy cái nắp son lại, rồi mình đem vô trong cái bếp á, mình bật lửa lên. Dạ, cái này nấu thì khoảng bao lâu thì nó chín anh? Cái đó là mình khoảng cỡ 25 đến 30 phút thì cá nó chín. Khoảng 20 đến 25 phút là cá nó chín, mình nhắc xuống được. Cứ cho lửa lớn lên cho muối nó nổ. Thì sau khi mình đẩy con cá vô trong cái son, mà trong son nó đã ở dưới mình lá son mình đẩy muối rồi đó. Thì mình dặn lửa lên rồi mình phải dùng cái vật gì nó hơi nặng, hoặc là cái tấm thớt gì đó mình dặn lên cái nắp son để khi mà con cá nó bị nóng á, nó dậy nó không có buông nắp son ra. Rồi vậy là xong. Rồi khoảng 20 đến 25 phút thì mình nhắc xuống là cá nó đã chín. Giờ nó vàng ngon. Bây giờ như hồi nãy á, mình bắt cái nồi lên cái bếp để mình hấp gan cá đó, cá gan muối đó. Bây giờ là nó chín rồi. Bây giờ nó chín rồi, trong thời gian khoảng 20 đến 25 phút nó chín rồi. Bây giờ mình bưng cái nồi xuống. Đó. Rồi cái mình dùng đũa vào rồi vào muỗng, vào hoặc là dụng cụ gì đó. Để mình ra gấp con cá ra. Mình ra xong rồi mình rồi đó, sau khi gấp con cá ra nè,
cắt gá ra. Rồi, nãy là mình gấp con cá lóc, rồi bây giờ là đây là con cá lóc mà con là cá lóc dày. À, con đây là con cá lóc dày. Đó, nó dính nó bị dính với muối đó. Rồi. Mình gấp mình lấy ra từ từ đã, thôi nó gãy con cá. Cái này là con cá lóc dày. Cái này nó ngon hả? Mình kéo ở trên cái đường lưng của nó đó. Rồi mình nói sau khi mình kéo đường lưng nó xong rồi mình lật con cá ra. Lật con cá về đây rồi mình dùng đũa mình gấp mình ăn. Gấp về cái mình gói vô rau thơm, rau cây, húng lũi, rồi cải xà lách, rồi cải xanh gì đó. Thì sau khi mình có mâm này thì mình dùng cho 6 người hoặc là 8 người ăn đó. Khi mình gấp con cá ra rồi thì được. Mình cũng dùng muỗng với đũa mình gấp thêm một con nữa. Thì cái này là nó rất là ngon, mình dùng cặp với rau sống chấm nước mắm, hay là mình cuốn với bánh tráng hoặc là bún gì đó, mình chấm nước mắm mình trên cái lá chuối này là nó là tự nhiên, nó rất là mình là lau đó, sạch, rất là sạch. Nhưng trong cái mâm dùng tập thể đông người đó, thì khi mình đem con cá răng muối ra đó, thì mình từ ở trên cái phần đầu của nó mình dùng đũa mình chẻ từ ở trên cái phần đầu của con cá xuống trên phần lưng của con cá đó, phần ngay giữa con cá, sau đó mình dùng đũa mình tách con cá ra làm đôi đó. Đây là khi mình tách xong con cá thì mình cứ dùng cái phần thịt ở trong của nó mình dùng. Nhấp nháp ly rượu trái giác, một thứ nho rừng trứ danh vùng U Minh, gấp miếng cá lóc nướng chui chấm mối hột, trải nghiệm cảm giác thăng hoa đầu lưỡi, ngân nga vài câu vọng cổ. U Minh Hạ đã trở thành điểm đến thú vị, thu hút khách tham quan, thư giãn, khám phá. Trương Tràm, U Minh Hạ, Cà Mau điển hình cho việc bảo vệ, ổn định môi trường sinh thái cho vùng bán đảo Cà Mau. Người ta còn ví nó là lá phổi xanh cho cả Nam Bộ. Khi đến nơi đây, mọi người mới hiểu được giá trị và tầm quan trọng của khu rừng bạc ngàn ở vùng đất trứ danh này. Vậy là kết thúc cuộc hành trình hôm nay, chúng ta đã được thưởng thức món cá lóc dày thơm ngon, đặc trưng của vùng này. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy cuộc sống của người dân quanh vùng đệm dù còn rất nhiều khó khăn, thế nhưng họ vẫn luôn cố gắng phát triển và bảo tồn hệ sinh thái nơi đây. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lúc 21 giờ thứ Tư, phát lại vào lúc 9 giờ thứ Sáu và 13 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC2. Xin chào và hẹn gặp lại.